Sư Phạm xin gửi lời chào đến cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Sư Phạm làm một cái video ngắn ngắn muốn chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn dâu tây trồng thủy canh á, nó rất cực kỳ là đẹp anh chị. Cái trái nó rất là to anh chị. Anh chị thấy cái trái dâu tây không? Đó. Thì dinh dưỡng của Sư Phạm trồng dâu tây được anh chị. Đó. Anh chị thấy cái dâu tây rất là sai trái luôn. Thì dâu tây thủy canh lúc trước trồng thì rất là khó, nhưng bây giờ thì Hinh Sa Farm đã có giải pháp để trồng thủy canh rất là ok anh chị. Anh chị thấy trái rất là sai trái luôn anh chị. Đó. Thì Hinh Sa Farm trồng thử nghiệm trên cái ống 114 anh chị, trồng thử nghiệm chỉ có một ống thôi. Thì hôm nay Hinh Sa Farm thấy cũng đã thành công về cái vấn đề trồng dâu tây thủy canh. Ngó rất là tốt anh chị, ngó rất là dài luôn, rất là nhiều. Thì dâu tây thủy canh này trồng thì nó đơn giản hơn cái trồng chậu anh chị. Trồng chậu thì chúng ta phải tưới nước định kỳ. Đó, thường phải trồng. Thường xong phải quay cho anh chị xem dâu tây thủy canh. Thì sau Tết thường xem farm sẽ làm cái mô hình trồng dâu thủy canh trên quy mô hơi lớn chút xíu anh chị, để thu trái thử. Tại vì mình thấy trồng trái như vậy là nó đạt anh chị, trái dâu gì là đạt, trái nó rất là to. Cho nên Hương Sa Farm sẽ làm một cái video này ngắn gọn thôi để chia sẻ thôi. Còn đây là dâu tây trồng chậu anh chị. Thì hôm nay cũng lâu lắm Hương Sa Farm không có chia sẻ vì cái vấn đề rất là khó khăn trong cái việc trồng dâu là chết cây con anh chị. Thì hôm nay Sơn Farm đã khắc phục cái tình trạng chết cây con. Và Hương Sơn Farm cũng có một cái loại thuốc trừ nấm bệnh chuyên dùng cho dâu anh chị. Xử lý mầm bệnh rất là hiệu quả anh chị. Đó. Hương Sơn Farm đã sản xuất ra được một cái dòng gọi là tiêu diệt nấm và vi khuẩn và kể cả virus luôn anh chị. Đó. Và sau Tết thì Hương Sơn Farm sẽ ra cái thị trường cái dòng sản phẩm này kết hợp với phân bón tưới dâu tây bằng dinh dưỡng thủy canh anh chị. Hương Sa Farm trồng dâu tây chỉ tưới bằng dinh dưỡng thủy canh thôi nghe chị. Tưới bằng dinh dưỡng thủy canh thôi chứ không có tưới bằng không có bón phân. Cứ 3 ngày đến 5 ngày thì tưới cho nó một lần. Pha với tỷ lệ là 500 đến 600 ppm tưới cho nó một lần thôi. Thì cây dâu nó phát triển rất là đều đặn và nó ít chết anh chị. Kết hợp thêm một cái giải pháp đó là dùng cái sản phẩm trừ nấm bệnh của Hương Sa Farm, nó diệt hầu hết là những loại nấm mốc, vi khuẩn và virus. Và cái anh chị sử dụng tưới định kỳ cho dâu thì sẽ không có tình trạng chết cây con anh chị. Kể cả những cây dâu mà bị heo héo đó, heo héo anh chị xử lý ngay liền, có thể chúng ta có thể cứu gỡ được những cái loại cây mà nó bị chết cây con anh chị. Thì dâu tây đợt này Hương Sa Farm cũng bán Tết cũng bùng bộn rồi. Còn những chậu mới ra hoa anh chị, dâu mới ra hoa đó. Thì toàn bộ dâu tây này Hương Sa Farm chỉ tưới bằng dinh dưỡng thủy canh nha anh chị, tưới bằng dinh dưỡng thủy canh, không có bón phân hạt anh chị. Nói chung trồng bằng thủy canh thì nó rất là đơn giản hơn là chúng ta bón phân hạt anh chị. Bón phân hạt nhiều khi cái liều lượng chúng ta không có chia đều được á. Còn tưới dưỡng thủy canh thì chúng ta cứ đo nồng độ ppm rồi tưới lên cho dâu thôi. Đo nồng độ ppm tưới lên cho dâu thì nồng độ từ 500 đến 600 ppm là chúng ta tưới dâu định kỳ được rồi anh chị. Đó, anh chị thấy dâu tây Hương Sa Farm trồng, nói chung cũng 3 năm nay Hương Sa Farm trồng dâu cũng là trục trặc rất là nhiều anh chị, rất là nhiều những cái khó khăn là vấn đề chết cây. Nói chung trồng dâu á, Hương Sa Farm chia sẻ cái vấn đề này, anh chị nào trồng dâu mà nói là tôi trồng là thành công liền không chết cây là anh chị đó sẽ bắt bình thường đó anh chị. Ai trồng dâu cũng phải trải qua giai đoạn là dâu chết, dâu hư anh chị. Dâu tây nó chết, nó bị thối gốc anh chị, thối gốc, nó chỉ một cái bệnh một thôi, thối gốc. Thì anh chị biết cách xử lý thì nó sẽ ok. Ở đây thì Hương Sa Farm có cái sản phẩm dinh dưỡng kết hợp với là cái sản phẩm trừ nấm bệnh
đặc biệt ha. Chuyện mình đặc biệt, Hương Sơn Farm sẽ sau này qua Tết thì Hương Sơn Farm sẽ triển khai về cái mô hình dâu tây thêm ra bằng dâu tây thủy canh. Anh chị thấy Hương Sơn Farm trồng dâu tây thủy canh nó rất là đạt anh chị, nói chung là rất là ok ha. Nói chung trái thì cũng rất là tốt anh chị thấy trái dâu, rất là bự luôn. Đây là dâu bạch tiết nè anh chị, dâu bạch tiết nó rất là sai trái. Dinh dưỡng thủy canh này nó đậu trái rất là mạnh anh chị, bởi vì Hương Sơn Farm cung cấp nhiều canxi và bo cho nó, cho nên cái tỷ lệ đậu trái rất là cao, nó không có bị mớp trái méo trái anh chị. Anh chị thấy cái trái dâu rất là tròn luôn nè, ít có tình trạng mớp đó. Nhưng mà để trái nó đều hơn thì anh chị phải lắc bỏ ha. Một cây anh chị chừa chừng 2 trái hoặc 3 trái thôi thì nó to hơn ha. Còn này Hương Sơn Farm thả cửa luôn, tại vì mình thử nghiệm mà, mình để thử nghiệm coi trong một cái cây dâu mình để thật là nhiều trái coi nó như thế nào thôi. Chứ đúng ra thì mình phải ngắt bỏ bớt những cái trái mà mình không cần thiết á, để cho nó trái được to hơn. Ở đây Hương Sơn Farm làm thử nghiệm cho nên để luôn thử hết thật là nhiều trái coi như thế nào. Nói chung trồng dâu thì tỷ lệ chết, mà không biết trồng tỷ lệ chết rất là nhiều anh chị. Đó. Nhưng mà khi mà anh chị biết cái giải pháp rồi á thì tỷ lệ chết rất là ít nha. Không phải là không chết anh chị, nhưng mà tỷ lệ chết nó phải ít hơn. Ví dụ như anh lúc trước anh chị chết 10 phần là chết hết, hầu như không biết trồng nó sẽ chết hết, chết rất là nhiều luôn. Thì bây giờ thỉnh thoảng lâu lâu vài tháng chết một cây đó là chuyện bình thường ha. Con người chúng ta thỉnh thoảng cũng có người chết, thì cây trồng cũng có thỉnh thoảng có cây chết, nhưng mà đừng có chết nhiều quá. Chết nhiều quá chúng ta sẽ bị thua lỗ anh chị. Cho nên nè, Hương Sơn Farm để luôn, xả cửa luôn, rất là nhiều trái luôn đó. Một bụi dâu rất là nhỏ gì nè, rất là nhiều trái anh chị đó. Đây là Hương Sơn Farm quay cho anh chị cái video này để chia sẻ về dâu tây thủy canh ha. Sau này cái mô hình thì Hương Sơn Farm sẽ chia sẻ chi tiết hơn về cách khoan ống, dùng rọ như thế nào đó, để chi tiết hơn để cho anh chị làm dàn dâu thủy canh đúng chuẩn ha, để chúng ta trồng dâu được tốt hơn anh chị đó. Đó, anh chị thấy hầu như dâu tây thủy canh Hương Sơn Farm rất là ưng ý, trái rất là đạt luôn, trái rất là nhiều anh chị. Anh chị thấy trái rất là nhiều. Thì nó ra trái rất là sai anh chị, nó sai trái lắm. Anh chị thấy cái trái dâu này rất là to nè anh chị. Hương Sơn Farm để lên cái tay anh chị thấy nè. Thì Hương Sơn Farm chia sẻ ngắn gọn cái video này. Lâu lâu thì mình cũng đổi chương trình nha anh chị, đổi chương trình về dâu tây ha. Chứ từ trước giờ thì Hương Sơn Farm làm chỉ là cũng chia sẻ về dinh dưỡng thủy canh và trồng rau thôi. Bây giờ mình chuyển khai qua trồng dâu thêm anh chị. Đó, anh chị thấy dâu tây của Hương Sơn Farm dâu này tưới dinh dưỡng thủy canh thôi anh chị. Dàn hơi hệ thống tưới nhỏ giọt á thì Hương Sơn Farm cũng dặn để tưới, nhưng mà tưới nước lã thôi. Còn dinh dưỡng thủy canh thì 3 ngày đến 5 ngày mình tưới một lần. Tại vì ống thủy canh dàn ống tưới nhỏ giọt này cái thất bại Hương Sơn Farm làm á. Cái ống này thì nó ít bị nghẹt nè anh chị. Còn cái ống này thì hiện giờ nó bị nghẹt nhiều quá đi. Bây giờ mình tưới pha dinh dưỡng vô á thì cũng có số cây nó không nhận được. Cho nên Hương Sơn Farm tưới thủ công. Nó còn dây này bị nghẹt rồi. Thì anh chị nào mà có tưới nhỏ giọt thì chúng ta nên mua cái ống ghim như vậy nè, nó sẽ không bị nghẹt nha anh chị. Đây Hương Sơn Farm chia sẻ nha. Đó, ống ghim như không bị nghẹt. Còn những cái ống nhỏ giọt như vậy là nó bị nghẹt nè. Nó dở quá. Đó, đây là cái kinh nghiệm thôi. Cái ống Hương Sơn Farm có cục lọc nữa đó anh chị. Đây. Đây là cục lọc nè. Nhưng mà nó vẫn nghẹt. Lâu ngày nó đóng rong ở trong cái ống nó bị nghẹt, chứ không phải là do cặn hay trong thùng nó lên. Cho nên Hương Sơn Farm chia sẻ vấn đề này để cho cô chú anh chị sau này mình trồng dâu á thì chúng ta sẽ có một cái cách trồng tốt hơn. Thì cái hướng sau này Hương Sơn Farm sẽ phát triển về dâu thủy canh, rồi phát triển về dâu chậu, dâu ngó con,
vô cây con đó. Thì sau này nói chung á, từ trước giờ Hương Sư Farm không dám chia sẻ đâu anh chị, bởi vì mình chưa có giải pháp để mà trừ bệnh cho cây dâu. Thì anh chị trồng về nó thất bại rất là nhiều, cho nên Hương Sư Farm phải nghiên cứu. Nói chung là cũng 3 năm rồi mê trồng dâu. Hương Sư Farm trồng dâu trước khi trồng rau đó anh chị, nhưng mà thất bại hầu như rất là nhiều luôn, chết rất là nhiều luôn. Thì đến bây giờ dâu không còn chết nữa thì Hương Sư Farm mới làm một video này quay lên nha anh chị. Cũng mấy năm trước Hương Sư Farm cũng có làm video quay lên cách trộn giá thể trồng dâu này kia đó, nhưng mà trồng được thời gian chết rất là nhiều luôn. Đây thì Hương Sư Farm chia sẻ nhiệt tình thật sự cho anh chị thấy Hương Sư Farm á, làm cái gì không được thì không bao giờ chia sẻ lên đâu. Chia sẻ lên rồi á, và nhiều cô chú anh chị hỏi là dâu chết nhiều quá có giải pháp như thế nào mà mình không biết cái cách để phòng trừ cho nó được hết bệnh á, thì tội nghiệp cho cô chú anh chị trồng dâu mất tiền rồi mất luôn cây dâu luôn, rồi dẫn đến là chán nản. Cho nên bây giờ thì Hương Sư Farm đã có cái giải pháp phòng trừ bệnh cho ra dâu không chết, rồi giải pháp phòng trừ riệp sáp. Dâu tây này riệp sáp nó đeo dữ lắm nha anh chị, nhưng mà mình biết thuốc xịt đó thì nó sẽ không có bị riệp sáp đó. Rồi thêm một cái vấn đề nữa là khi mà cô chú anh chị trồng dâu á, thì vấn đề là thối gốc. Khi anh chị mà phát hiện cây dâu đang tốt đột nhiên nó héo xuống là anh chị thấy cây dâu nó đi rồi đó ha, vô đi rồi. Thì Hương Sư Farm cũng đã thử nghiệm cái sản phẩm của mình. Nói chung Hương Sư Farm á, khi mà làm vườn thì Hương Sư Farm là muốn sản xuất những dòng sản phẩm đặc biệt để cung cấp cho anh chị ha. Do cái thời gian mà nghiên cứu để thử nghiệm cái sản phẩm nó rất là lâu mới ra được cái sản phẩm anh chị. Cho nên cái đôi khi á, tại vì mình đã mở thành lập được cái công ty rồi thì mình phải sản xuất ra một những cái gì đó để vướng mắc mà cô chú anh chị thường hay gặp phải để mình tháo gỡ những dòng sản phẩm ưu việt ha. Trên thị trường thì thuốc ngừa bệnh rất là nhiều anh chị, rất nhiều, hầu như là nó đa số rất là nhiều luôn ha. Thuốc trừ nấm bệnh rất là nhiều, thuốc trừ vi khuẩn rất là nhiều, nhưng mà xử lý lên những cây trồng khác hiệu quả, nhưng mà xử lý lên dâu tây á thì hầu như không hiệu quả. Cho nên bắt buộc Hương Sư Farm phải nghiên cứu ra một cái sản phẩm để mà vừa phun ngừa bệnh cho nhiều cây trồng và hỗ trợ luôn cho cây dâu tây được tối ưu nhất. Cho nên Hương Sư Farm mới chia sẻ video này là Hương Sư Farm đã có một cái loại thuốc trị bệnh ha, gọi là thuốc sát trùng, sinh học rất là đặc biệt. Và Hương Sư Farm họ bổ trợ những cái hoạt chất rất là độc đáo để giúp cho cây dâu chúng ta nó tạo ra một cái kháng thể tự nhiên, kháng thể nó tăng cường cái miễn dịch, nó tạo cái kháng thể giống như là cái vaccine gì đó vậy. Cây dâu nó tự tạo ra kháng thể để phòng trừ bệnh từ bên trong, và kết hợp thêm là một cái sản phẩm sát khuẩn từ bên ngoài. Cho nên cây dâu chúng ta mà khi xử lý lên đó thì nó rất là đạt anh chị, mà nó không có độc hại anh chị, không có độc hại cho người sử dụng và nó không có độc hại cho cây dâu luôn. Nó không nóng ha anh chị, xịt lên cây dâu nó rất là tốt luôn đó. Cho nên Hương Sư Farm chia sẻ sau Tết Hương Sư Farm sẽ cung cấp ra thị trường cái dòng thuốc trừ bệnh sát trùng sinh học để cho anh chị sử dụng trên dâu tây hay là những loại cây trồng khác, kể cả rau thủy canh. Nếu mà gặp vấn đề bệnh thì anh chị sẽ xử lý lên ha anh chị. Rồi thì anh chị Hương Sư Farm chia sẻ những vấn đề này đơn giản thôi, để cho anh chị trồng dâu, thích trồng dâu, chúng ta sẽ trồng dâu một cách tối ưu nhất và không còn chết cây nữa ha anh chị. Thì anh chị nào mà lần đầu tiên xem kênh của Hương Sư Farm thì hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Hương Sư Farm. Và nếu có vấn đề gì anh chị thắc mắc hay là muốn mua những sản phẩm của Hương Sư Farm sản xuất thì anh chị hãy liên hệ qua số điện thoại 0355 777 837, 0355 753 847. Hai số này anh chị kết nối qua Zalo giúp Hương Sư Farm nha. Có vấn đề anh chị kết nối qua Zalo đi, biết chi không, để Hương Sư Farm sẽ tiện bề nói chuyện với anh chị lâu hơn để chia sẻ, chứ anh chị gọi điện tốn tiền dữ lắm nha. Thời kỳ công nghệ mình phải sử dụng cái công nghệ anh chị, nói chuyện qua Zalo. Rồi những cây dâu mà có tình trạng gì đó anh chị liên hệ để Hương Sư Farm
sẽ chia sẻ cái giải pháp để phòng trừ bệnh một cách tối ưu nhất cho cái cây dâu của chúng ta. Đó. Rồi, cái video Hương Sen Farm chia sẻ đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video sau. Trân trọng kính chào. Và nhân dịp cái năm mới thì Hương Sen Farm cũng cầu chúc cho cô chú anh chị và gia đình được nhiều sức khỏe và thành công nhất trong cuộc sống. Trân trọng kính chào.